Vâng ạ, em gái xin gửi lời chào đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Kính chúc anh chị mình sức khỏe để dồi dào, một công việc thì anh thông thuận lợi. Ngày hôm nay bên cơ sở bên em lại hoàn thiện xong một tác phẩm có tên gọi là Cụ Di Lặc, được làm trên là chất liệu gỗ cẩm chỉ ta Gia Lai, chế tác là ngũ phúc, tượng trưng cho phúc, lộc, thọ, khang và linh. Em gái sẽ quay gần hơn cho chị mình cùng ngắm kỹ về đường nét chi tiết của tác phẩm. Với một cụ di lặc gỗ cẩm thì siêu siêu vân luôn ạ, vua của các loài vân luôn. Đó, các bác ngắm cho em ngắm này, ngắm cho em gái này, với khuôn diện mặt này, vân veo của gỗ tự nhiên này, cực kỳ là đẹp luôn. Với khuôn mặt của ngài thì rất là từ bi phúc hậu. Những cái chẳng hạt này, đục thì 10 hạt thì như một. Đó, những cái bàn tay Phật này rất là múp. Đấy, và những cái cô bé cậu gà bé thiểu đồng này rất là đáng yêu và tinh nghịch luôn. Đó, bên này có giải cuốn thư, trên đây là những cây nấm linh chi, có rơi tài lộc và có những cành đào để sum xuê. Đó, những cái cô bé cậu bé thiểu đồng này, đó, rất là đáng yêu các bác nhá. Đây là có hình tượng cả đơn sư nữa, chế tác thêm là cụ nhân sâm. Đấy, đây là những cái bao kim tiền này, đó, vân veo gỗ rất là đẹp, chế tác thêm cả những cụ cốc thiềm thư hay là những cái giải lơ áo buộc của ngài thôi, cũng rất là mềm mại này. Đấy, chế tác là tam phúc, tượng trưng cho phúc, lộc và thọ. Đấy, tác phẩm này rất là kỹ, với thông số kích thước là cao 1m, ngang 48 và độ dày là 35 cm, nguyên khối liền khối á. Và để biết thêm thông tin chi tiết về tác phẩm thì anh chị mình có thể liên hệ qua hai đầu số hotline của bên em, đó là 0333 462 357 hoặc 0981 817 345 ạ. Và xin hẹn gặp anh chị mình trong các video lần sau. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.